các anh em hướng dẫn tour cũng như cô Phay, Big Phay, Hải thì qua suốt một tuần hành trình cùng nhau cũng có nhiều kỷ niệm, cũng có những cái đáng nhớ mà cũng là cái phải cần quên. Nhớ hoài thì nó cũng kẹt lắm. Thì đoàn cũng có tí quà gọi là cơm nước gửi cho Hà và anh phụ xe, cái phụ xe. Đoàn cũng xin gửi một quà đến Miss Phay. Thì lại. Ở đó có món quà gửi đến Hải, Sài Gòn Tourist. Cảm ơn anh. Okay. Cảm ơn. Thank you.